Khoảng 17 giờ ngày 11 tháng 9, công tác tìm kiếm hàng chục người đang còn mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã phải tạm dừng tới 7 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 9 mới tiếp tục trở lại do nguy cơ sạt lở từ trên núi Con Voi có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Đến cuối giờ ngày 11 tháng 9, 34 thi thể đã được tìm thấy, trong khi 61 người khác vẫn đang mất tích dưới lớp bùn đất tang thương hơn trong số 95 người chết và mất tích, có tới 18 đứa trẻ dưới 6 tuổi và 14 em dưới 14 tuổi. Tết Trung Thu đang cận kề, những tưởng những đứa trẻ xóm núi nơi đây sẽ có một cái Tết Trung Thu vui vẻ như bao đứa trẻ cùng trăng lứa. Ai ngờ, tang thương lại ập đến. Có lẽ với người dân thôn làng nổ, đêm nay lại một đêm không ngủ khi những người thân của họ vẫn chưa được tìm thấy. Thảm họa ập đến khi những đứa trẻ còn đang say giấc ngủ, chưa kịp thức giấc để tới trường, còn người lớn, phần đông chưa kịp ra đồng, đi nương, những người già đang dậy nấu nướng bữa ăn sáng. Làng nủ nhỏ bé định cư lâu đời bên dòng suối nhỏ hiền hòa, dưới chân núi con voi, giờ lại phải hứng chịu một trận lũ đất kinh hoàng và tăng tốc. Làng nủ đang chìm trong đau thương. May mắn thoát chết trong trận lũ quét kinh hoàng, nhưng anh Hoàng Văn Nhầm, sinh năm 1998, bị thương rất nặng. Anh được đưa tới bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương chậu, không thể cử động được. Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, người đầu tiên anh hỏi là vợ và các con. Nhưng khi nhận được câu trả lời, nước mắt anh cứ ứa ra, chảy dài trên gò má, rồi anh bật khóc nức nở. Vợ và ba đứa con em chết hết cả rồi, giờ em biết sống sau đây nhớ lại khoảnh khắc xảy ra trận sạt lở kinh hoàng anh nhầm kể lại lúc đó anh mới ngủ dậy thì nghe thấy tiếng nổ lớn nhìn lên phía núi con voi thì thấy một màu đỏ rực rồi đất đá cứ ầm ầm đổ xuống thôn anh nhầm khóc nấc lúc đó em liền hô to gọi vợ con cùng tháo chạy lên đồi sau nhà để thoát thân nhưng mới tới nửa đường thì bùn đất ập xuống thổi bay cả nhà em khi tỉnh dậy thì em thấy mình đang nằm trong bệnh viện vợ con em thì mất hết rồi, chỉ còn có mình em thôi. Ông Hoàng Văn Diệp, trường thôn Làng Nổ, chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến trận lũ quét khủng khiếp, vùi lấp hơn 30 nóc nhà, trong đó là những người thân, bạn bè, hàng xóm cùng tối lửa tắt đèn có nhau. Ông Diệp nhớ lại, dạng sáng ngày 10 tháng 9 thì bắt đầu có mưa to, trước đó thì mưa từng đợt nhỏ, sau khi mưa to tầm 30 phút thì có lũ, nhưng cũng không to lắm, Ông Diệp cho biết, đến tầm gần 6 giờ, tôi nghe thấy có một tiếng nổ rất to, đất bung lên trời. Anh em chúng tôi đứng ở xa, thấy bùn đất bay lên trên cao hàng trăm mét, rồi đổ ập xuống khu nhà các hộ dân. Vì điện và sóng điện thoại bị cắt hết, nên tôi trực tiếp huy động bà con tìm kiếm, cứu được khoảng hơn 10 người, đưa đi cấp cứu, số còn lại đều bị bùn đất vùi lấp. Theo người dân, phía trên thôn làng nổ là dãy núi con voi, do mưa lớn nước tích lại trên núi tạo thành một túi nước khổng lồ, sau đó sạt lở xảy ra lúc sáng sớm ngày 10 tháng 9, khiến túi nước cùng với đất bồn đổ xuống, vùi lấp hơn 30 nóc nhà. Đến thời điểm này, trên địa bàn thôn làng nổ vẫn đang có mưa và nguy cơ xảy ra lũ rất cao. Chính vì vậy, công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn do cả vùng gần như là bị san phẳng, chỉ còn bùn, rác, nước lũ, các phương tiện hỗ trợ chưa thể tiếp cận hiện trường. Hiện tại, các lực lượng quân đội công an tiếp tục được tăng cường vào địa bàn để tổ chức tìm kiếm, mong sớm tìm được các nạn nhân còn mất tích. Quân khu 2 và tỉnh Lào Cai đã thành lập sở chỉ huy tiền phương tại xã Phúc Khánh để chỉ đạo công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân mất tích. Quá trình tổ chức tìm kiếm cứu hộ sẽ do Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 và ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trực tiếp chỉ đạo đã có khoảng 600 người gồm lực lượng quân đội, công an, dân quân và chính quyền địa phương được điều động tới hiện trường hỗ trợ tìm kiếm người mất tích. Trong đó, quân khu 2 đã điều động 300 cán bộ chiến sĩ, công an là 200 cán bộ chiến sĩ. Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết công tác tìm kiếm người mất tích sẽ còn khó khăn và kéo dài. Ông đề nghị phải xây dựng một đài quan sát có hệ thống cảng 5-6 cái xung quanh để báo động cho lực lượng tìm kiếm nhằm đảm bảo an toàn. Theo ông Trường, khu vực này tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét nên cần thiết phải có đài quan sát. Nhiệm vụ của lực lượng tìm kiếm là rất quan trọng vì nhân dân nhưng phải đảm bảo an toàn. Quá trình tìm kiếm phải có tổng chỉ huy, không đi đơn lẻ để giữ liên lạc. Nếu không, khi có tình huống lại chủ quan. Sáng ngày 13 tháng 9, tin có 8 người được xác định mất tích trong vụ lũ quét ở thôn Làng Nổ hôm 10 tháng 9 trở về đã khiến nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hôm nay đã là ngày thứ tư sau thảm họa kinh hoàng ở thôn Làng Nổ. Ba ngày trước, tất cả thông tin báo về đều mang theo không khí tăng tốc nặng nề về việc phát hiện thi thể ở chỗ này hay chỗ khác. Về việc có thêm 8 người an toàn không còn nằm trong danh sách những nạn nhân mất tích, có lẽ đó là tin đáng mừng hơn cả. Tám người chạy thoát là thành viên trong hai gia đình, ông Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân. Ông Duân là em trai của ông Tiện. Tối hôm trước khi xảy ra sự việc, do nhà có ông nội bị ốm nên cả hai gia đình di chuyển sang nhà ông để Tiện chăm sóc. Sáng sớm ngày 10 tháng 9, khi đang trên đường quay trở về nhà, hai anh em ông Tiện và ông Duân đã chứng kiến cảnh tượng đầy kinh hoàng mà có lẽ là họ sẽ không bao giờ có thể quên được. Vợ chồng ông Hoàng Văn Tiện và Hoàng Thị Diến có hai người con. Ông tiện kể, sáng ngày 10 tháng 9, sau khi thức dậy, khoảng 5 giờ 30 phút, cả nhà ông đi thăm suối vì hôm trước thấy nước lên cao và nghe tiếng lục cục của đất đá và nước. Ông đi trước, vợ con đi theo sau. Khi xem xong ra về thì nghe tiếng nổ bùm bùm ở trên đồi, vạt nước ao xuống rồi bật lên cao khoảng 200 mét, tạo ra một vùng đỏ lừ bởi bùn đất. Lúc đó ông thất thanh hô hoán, cả làng ơi, sập rồi, chết hết rồi. Ông tiện ngậm ngùi, từ lúc nghe tiếng nổ đến lúc cả thôn bị san phẳng chỉ khoảng có 3 phút, nhà tôi chạy ngược ra ngoài nên thoát nạn, nhưng chỉ vài phút sau ngoái lại thấy ngôi làng không còn gì nữa, sập hết, mất hết. Em trai ông tiện là ông Hoàng Văn Xuân 39 tuổi cũng cùng vợ và hai con sang nhà ông nội ngủ và nhờ vậy họ cũng thoát chết. Ông Xuân kể, sáng hôm xảy ra vụ lũ quét đã cùng gia đình anh trai đi xem nước, xem xong gia đình ông cùng với nhà anh trai trở về trên chiếc cầu gần thôn làng nổ thì nghe tiếng nổ rất lớn kèm bùn đất bắn lên tung tóe. dù cố gắng hét lớn với mong muốn báo hiệu cho mọi người trong thôn nhưng do khoảnh khắc ấy diễn ra quá nhanh, ông doan nói là cả thôn bị vùi lấp chỉ trong vài phút. hai anh em ông sau đó vội vã cùng mọi người chạy đi tìm kiếm và cứu những người bị nạn. Trong quá trình ấy, người nhà ông phát hiện ra một cháu bé chơi với giữa dòng nước nên đã lao ra giải cứu rồi tìm bố mẹ cho cháu, nhưng chỉ tìm thấy thi thể của bố cháu. Còn cháu bé bị thương và gãy chân nên được người dân đưa vào trạm y tế để cấp cứu. Khi được hỏi lúc ấy có thông báo cho mọi người về vụ việc hay không, hai anh em ông Tiện và ông Xuân cho biết khi họ đi không kịp mang theo gì, tất cả đồ đạc điện thoại đều bị lũ cuốn trôi hết. Trong suốt những ngày qua, bản thân ông tiện tích cực tham gia tìm kiếm những nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét, nhưng ông không ngờ chính mình và người thân trong gia đình cũng nằm trong danh sách những người mất tích ấy. Vụ lũ quét kinh hoàng xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng ngày 10 tháng 9, khi nước lũ kèm với đất đá từ núi Con Voi bất ngờ đổ ập xuống san phẳng 37 nóc nhà của người dân thôn Làng Nổ. Theo thống kê, 37 hộ này gồm 158 nhân khẩu, trong đó có 18 trẻ em dưới 6 tuổi, 14 người dưới 14 tuổi, 3 người trên 70 tuổi, còn lại là từ 15 tới 69 tuổi. Khu vực bị lũ quét nằm cách xa trung tâm huyện Bảo Yên 40 km và cách thành phố Lào Cai 120 km. Thời điểm đó, giao thông bị chia cắt, sóng viễn thông không có, nên mọi liên lạc với bên ngoài đều bị cắt đứt. Vì thế, đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được hiện trường. Đến nay, nhà chức trách xác định có 48 thi thể được tìm thấy sau vụ lũ quét, 39 người mất tích, 17 người bị thương và 8 người may mắn thoát nạn. 650 cán bộ chiến sĩ cùng người dân vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Trường ngày 12 tháng 9, ngồi trong lớp kép 5 tuổi, thuộc điểm trường thôn Làng Nổ lần dở từng chiếc khăn tay, đôi dép, lý lịch nhập học của các cháu từ 4 tới 5 tuổi. Cô Hoàng Thị Nợ, sinh năm 1988, là giáo viên trường mầm non số 1 Phúc Khánh cho biết, cơn lũ dữ kinh hoàng đã làm 10 trên 36 cháu của điểm trường tử vong, mất tích, bị thương, trong đó nhiều cháu thuộc lớp web 5 tuổi. Sau 3 ngày tìm kiếm, tới nay các lực lượng chức năng mới tìm thấy 8 cháu tử vong, một cháu bé 3 tuổi bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu và vẫn còn một cháu mất tích. Cô nữ nghẹn ngào, các cháu còn rất nhỏ, có cháu chỉ mới có 2 tuổi, mấy ngày qua tôi không thể nào ăn ngủ được khi nghĩ đến lúc tìm thấy thi thể các cháu. Có cháu còn nguyên vẹn, nhưng có cháu thì không, thật sự là quá đau lòng. Cô nữ chia sẻ, cô và các cô giáo đều không thể ngờ, chỉ vài ngày sau khi khai giảng, những đồ vật được các con yêu thích lại trở thành những kỷ vật cuối cùng. Nhớ lại sáng sớm ngày 10 tháng 9, nghe tin cơn lũ dữ đã quét sạch gần cả thôn làng nổ, tay chân cứ run cầm cập rụng rời, nhưng cô nữ vẫn không dám tin đó là sự thật. Thời điểm đó, điện thoại không có sóng, không liên lạc được với ai nên cô vội vã chạy ra hiện trường cùng bà con dân bản còn sống sót và lực lượng chức năng với hy vọng mong manh là tìm cứu được một người nào đó. Cô nữ nói, nhưng đến nơi tất cả chỉ là một bãi đất bị san phẳng, nước lũ kèm bùn đất chảy cuồn cuộn, cảm giác hoang mang, đau thương không gì diễn tả được. Chúng tôi cố gắng tìm thấy một cánh tay, giờ lên cầu cứu nhưng không có thương nhất là khi bắt gặp một cháu bé đang ngồi trên tét nước bị lũ quét cuốn đi mà bất lực không cứu được. Mọi người chỉ biết ôm mặt khóc nghẹn. Cô nữ nhắc lại. Ông Sầm Văn Bóng là người dân thôn làng nổ cũng cho biết thời điểm đó chính ông là người phát hiện một cháu bé trèo lên tét nước khi lũ quét xảy ra. Lúc đó nước lũ cuốn rất mạnh, cháu bé trèo lên tét nước nhưng lại ở gần khu vực gầm cầu. Nước cuốn mạnh đã làm tét nước cùng với cháu thụt vào gầm cầu nên chúng tôi đành bất lực, không thể làm gì được ông Bóng kể lại. Theo cô giáo nữ, đa phần các cháu ở thôn làng nổ đều thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn nhưng lại rất thiếu học, thích học. Cô nữ nghẹn ngào nói, các cháu rất thích đi học, học đầy đủ và luôn mong chờ đến thứ sáu để được nhận phiếu bé ngoan. Cũng là người làng nổ và về điểm trường này gắn bó với các gia đình nhiều năm qua. Cô nữ nhớ từng tên, tính cách, sở thích của học sinh và nhớ từng cháu ngồi ở đâu, ngủ chỗ nào. Cô kể, nhiều bạn rất ngoan ngoãn, hiếu động hay cười, nhất là bạn Hoàng Phúc L, 4 tuổi, ăn cơm rất ngoan, nhanh, sạch. Mỗi khi cô giáo trêu là bạn L đẹp trai thế, lại còn cười tùm tìm. Hay là bạn Nông Hoài N, 5 tuổi, rất thích sưu tập siêu nhân, thích mặc áo cờ đỏ sao vàng, lúc nào cũng bảo, con thích mặc áo cờ đỏ sao vàng. Trong lớp, biểu tượng khăn của con cũng là cờ đỏ sao vàng. Cô nữ kể, con nói con yêu Việt Nam nên con chọn khăn có biểu tượng cờ đỏ sao vàng. Mỗi lần ăn cơm xong, con đều lấy đúng khăn của mình để rửa mặt và cốc sử dụng. Rồi bạn ca ăn chậm, không thích ăn trứng, xong rất gần gũi hay hỏi là cô giáo đang làm cái gì đấy. Biểu tượng khăn của ca là chọn cây nấm vì cây nấm đẹp, bạn cũng thích ăn nấm nữa. Hay bạn quy 4 tuổi, kiêng dòng họ đỗ đậu nhưng có ước mơ lớn lên làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người. Cô nữ nói trong nước mắt. Biểu tượng khăn của con là xe đạp và con mong là muốn sau này lên lớp 1 được mẹ cho mua xe đạp để hai anh em đèo nhau đi học. Nhưng giờ cả mẹ, Quy và anh trai đã bị nước lũ cuốn trôi tử vong, chỉ còn lại chiếc khăn, bộ hồ sơ, gối, thìa, bát, cốc ở lớp mầm non.